Thưa quý vị, nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp và quyết liệt trong chỉ đạo điều hành, năm 2023, kinh tế xã hội của thị xã Bến Cát tiếp tục phát triển ổn định, nhiều chỉ tiêu kinh tế quan trọng đều tăng so với cùng kỳ, tạo tiền đề để địa phương tăng tốc trong năm 2024 và chăm lo tốt công tác an sinh xã hội. Với tỷ trọng chiếm tỷ lệ cao đến hơn 70%, giá trị công nghiệp vẫn là mũi nhọn tăng trưởng kinh tế của thị xã Bến Cát trong năm 2023. Tổng giá trị sản xuất thực tế đạt hơn 285.000 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất công nghiệp đạt hơn 199.000 tỷ đồng. Môi trường đầu tư của Bến Cát thì thông thoáng, thuận lợi. Nói chung là chính quyền địa phương cũng hỗ trợ trao đổi, khắc phục những khó khăn để tạo điều kiện cho công ty làm việc tốt hơn. Với một số cái kết quả nổi bật, đó là tăng trưởng kinh tế thì đạt được 12,1%. Cơ cấu kinh tế thì tiếp tục chuyển dịch đúng hướng. Công nghiệp thì chiếm cái tỷ trọng là 70,1%. Dịch vụ thương mại là chiếm 29,7%. Và nông nghiệp thì chiếm 0,2%. Năm 2024, thị xã Bến Cát đặt ra kế hoạch sẽ tập trung thực hiện tốt công tác quy hoạch và triển khai thực hiện các quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, đảm bảo phù hợp với thực tế và yêu cầu phát triển. Huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thu chi ngân sách, quan tâm tạo điều kiện hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh, đẩy mạnh công tác xã hội hóa trong các lĩnh vực để nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, đồng thời nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính, nhất là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết công việc. Năm 24, thị xã sẽ tập trung một số cái nhiệm vụ giải pháp. Cái thứ nhất là sẽ tổ chức cái lễ để mà kỷ niệm 10 năm thành lập thị xã, công bố quyết định lên thành phố, tiếp tục hoàn thành các cái chương trình mục tiêu quốc gia về y tế, giáo dục, giảm nghèo, việc làm. Công tác cải cách hành chính cũng sẽ tiếp tục đẩy mạnh, tăng cường cái việc ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai thực hiện cái nhiệm vụ chuyển đổi số để mà phục vụ công tác chuyển đổi số quốc gia. Với phương châm đô thị, nghĩa tình xuyên suốt, thị xã Bến Cát luôn tập trung cho phát triển đô thị, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm trong định hướng phát triển. Các hoạt động luôn hướng đến lợi ích người dân, đặc biệt làm tốt công tác an sinh xã hội, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.